Đi gặp chị buồn lắm. Đi bố gọi này, bố gọi này. Mì nhớ ba nhiều lắm. Không buồn nữa nhỉ. Thế tầng à, thế chị cất đi ra xong rồi chị đi ra mình đi nha. Sầu chỉ có thể tạo ra âm thanh bằng cách co ép cơ nên tiếng kêu của chúng phát ra chỉ có một âm điệu duy nhất. Sầu được thu hút bạn tình bằng tiếng kêu. Đi đi đâu đấy? Đi đi dạy chúng em làm gì? Buồn. Đi gặp chị buồn lắm. Bố gọi này, bố gọi này. Mì nhớ ba nhiều lắm. Ngày nào Bi cũng đi tìm ba. Không buồn nữa nhỉ. Đi đi đâu? Thank you.
ngồi buồn đây. Sao bị buồn đây? Nào không buồn nữa nhi. Tự nhiên chạy lên đây ngồi mình ngồi buồn này. Đi xuống ăn nho nhi. Đi. Đi xuống. Ủa. Đi ơi. Cái gì kia? Sao quần áo này ấy hết thế này? Sao Bi làm gì mà quần áo rơi hết ra đây kia? Lại nghịch à? Bi không được nghịch thế nhá. Nào ra đây, ra nhận lỗi đi. Áo vứt hết thế này. Đứng xuống đây. Sao đây hả Bi? Quần áo vứt hết lung tung cái này là sao nha? Không được vứt quần áo như này đâu. Ba biết lỗi chưa? Gặp đồ cắt lên tủ nhé. Đi tự gặp được không? Gặp đi. Làm sao muốn gì phải bảo nữa chưa? Quần áo vứt hết xuống đất này. Đã giặt gập cắt vào đây rồi. Làm bẩn hết quần áo. Áo này từ xưa của baby này. Từ hồi baby là nhỏ đấy. Biết lỗi chưa? Có biết lỗi không? Bí biết lỗi chưa? Có gặp không? Tự gặp quần áo không? Biết lỗi chưa? Đi chỉ lấy quần để gặp cho. Cảm ơn à? Biết lỗi chưa? Mà xin lỗi. Đây chỉ lấy quần à? Bí chỉ lấy quần nhé. Rồi đi về lên giường. Về lên giường. Nói vào không nghịch đấy nha. Có gì phải nói đấy. Nào Bi ngồi đây, chị gặp chăn xếp lại giường cho tung cái hết chăn này. Dạ luôn. Dạ. Vâng ạ. Ngày kia chắc được ạ. Dạ vâng. Dạ đúng 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 ạ. Vâng. Mời đi, em cảm ơn nhé. Đi chào chị nhé. Sao? Cần chị cắt điện thoại vào túi. Đi lấy điện thoại làm gì? Ra dọn giường kìa, bày giường ra kia. Tìm cái gì trong đấy? Điện thoại, Bi lấy điện thoại làm gì? Lấy điện thoại làm gì? Cắt không? Dọn gì trong giường chứ? Chăn ra như này. Tìm cái gì trong đấy hả Bi? Đây gặp chân này. Ở cái gối của Bi nữa này. Sử sách hết này nhưng mà không là nhỉ. Lấy cái gì ở trong đấy? Để điện thoại là gì? Nào nghịch gì ở đấy, Bi đi lấy điện thoại làm gì? Đây đây, ngồi lại. Đây. Đây, đọc chuyện nhé, đọc chuyện tiếp nhé. Chị đọc chuyện tiếp cho Bi nha. Làm gì? Lại đây. Tìm gì trong đấy? Đi lấy điện thoại làm gì? Hả? Đi lấy điện thoại làm gì? Bi lấy điện thoại làm gì đâu? Bi được làm gì để cần đến điện thoại? Bi đọc chuyện này. Cần gì đến điện thoại đâu mà. Bi cầm điện thoại làm gì ha? Đưa đây. Lấy điện thoại làm gì? Lấy điện thoại làm gì? Cất đi mà xem. Chỉ con đọc chuyện này. Hay mình muốn gọi cho ba à? Em muốn gọi cho ba hả?
À, nó muốn gọi cho ba hả? Thế chị gọi nhá, để chị mở lên. Đây đây đây, chị mở cho. Mở chị gọi cho ba cho. Ừ, gọi cho ba nhé. Từ từ để xem ba có nghe không. Từ từ để ba nghe đã. Từ để... Thứ xíu, đang gọi. Ba chưa nghe. Đây, từ từ đây. Xem. Từ rồi ba thưa. Từ đã. Này, mãi ba không nghe nhỉ? Chờ xíu, ba đang nghe đâu? Ba đang nghe đâu? Ba không nghe rồi. Phải tự gọi lại luôn. Ba không nghe rồi. Gọi mấy cuộc rồi không nghe này. Người nhận không bắt máy. Chứ ba bận gì rồi. Ba bận gì rồi, ba không nghe máy. Bi ạ. Nào, Bi ơi. Ba bận gì á, ba không nghe máy này. Chị gọi nãy giờ 4-5 cuộc rồi. Đây. Ba không nghe máy. Đấy, gọi bao nhiêu cuộc này. 5 cuộc. Lại gọi tiếp à. 5 cuộc rồi, ba không nghe. Chứ ba đang bận rồi. Ba nhiều việc lắm. Nhìn này, mình gọi bao nhiêu cuộc rồi. 6-7 cuộc mà bố không nghe. Ba không nghe vậy ạ. Thôi tắt nhé. Tắt nhé. Tắt nhé. Kết. Ba không nghe chứ, ba đang bận rồi. Ba đang làm gì đấy, không nghe được. Đi đừng buồn đấy nhé. Lại đòi á. Lại đòi lấy á. Ba cũng nghe đâu, ba gọi bao nhiêu cuộc rồi, 7 cuộc. Đấy, bố đang bận. Bây giờ bố đang bận rồi. Đi ơi. Bố đang bận gì ấy. Bố không nghe được. Để lúc khác nhé. Hoặc là mai bố về rồi mà. Đi đừng buồn nữa. Cùng xem đi. Xem đây đây. Bố lên đi. Thôi baby, cắt đi. Bố đang làm rồi. Bố đang làm mà bố đang họp ấy. Bố không nghe được. Bi không buồn nha Bi. Chắc bố đang họp đấy. Chị nghĩ bố đang họp. Nên là bố không có thời gian để mà nghe máy. Bố nhắn tin này. Có tin nhắn này. Để xem là xem Bi nhá. Này Bi ơi. Ba nhắn tin này. Ba nhắn tin này Bi. Bi. Ba nhắn gửi video cho Bi xem này. Ba gửi video, ba đang ở chỗ làm rồi. À, tự lướt đi xem luôn là đấy. Chỗ ba đang làm ấy. Bao giờ ba đang họp ấy, ba không nghe được đâu. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Nick, tên tắt là Nick. Cao này thì đô đất của tôi đang nộp thuế. Cái gì video á? Ba đang ở đâu này? Người cao này thì cũng gần đô đất của tôi đang nộp thuế. Đó, chỗ ba đang làm á. Thì dự án bất động sản của tôi thì ở đâu kia, rất gần đây. Dự án này tôi đã theo 4 năm rồi. Team này tôi rất là vui mừng. Hiện tại tôi đang nhờ Lan Anh đến chăm sóc TV. Có thể tôi xa TV hoặc là tôi đón TV lên đây. Tùy vào tình hình của Đà. Thì hiện thế này tôi đang có một căn biệt thự ở gần đây thôi. Đà để luôn luôn yêu quý dù tôi đi đâu thì xin mọi người hãy luôn đồng hành, luôn yêu quý và luôn bảo vệ TV. Tôi hy vọng mọi người sẽ ba này. Ba gửi video cho TV này. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào. Hết rồi.
Đó, Bi xem rồi nha, là biết rồi nha. Ba có việc ấy, ba trúng thầu đấy, là khi nào mà phải để cho ba đi làm, ba còn kiếm tiền cho Bibi, nuôi Bibi chứ. Ừ, đúng không? Chị không buồn đấy nhé, không buồn nữa đâu. Hiểu chưa? Tức là bố không phải bố cố tình đi xa Bi đâu, đấy là công việc của bố. Bi phải để bố đi làm, bố mình có tiền nuôi Bi nhé. Ừ, hiểu không? Bố thương Bi lắm. Bibi xuống ăn nho nhé. Nho từ vừa nãy cắt ra đã ăn đâu. Xuống nhé, xuống nhé. Ừ.